Cái gì đây mắm bỏ rảnh nói hả? Tự nhiên bữa nay chuẩn bị đi thi nè, giờ mà một giờ khởi hành đi thi ngày cuối môn cuối hai môn cuối học kỳ một, rồi giờ tự nhiên chưa thi xong rồi giờ có vụ mà đi on với bạn thì chiều nay nữa hả? Thì thi xong mới đi giờ chứ sẽ stress đi, rồi có chét pho son phấn gì đầy mặt không, nói ba nghe đi rồi ba ba quyết định hả? Em đi on đi cà phê rồi rồi được về ba dịp rồi nếu mà liên quan gì có hỏi xin mình đi chơi chứ đâu hỏi xin ba trang điểm. Rồi mắm bó chè này nghe chị hai xin đi rồi chắc là tuần sau sẽ có kế hoạch. Thôi em ơi, không phải chắc là không được chắc chắn rồi. Ủa thì ai thi xong cũng đi chơi mà. Gì? Ai thì xong. Chắc chắn mà, đúng rồi. Ăn cơm kìa, chứ không phải ngồi đó mà chơi cái trái dưa hấu nha. Bà hỏi tụi mày có đi chơi không kìa? Tụi mày chưa đủ tuổi đi chơi đâu. Chọc em à. Lúc nào chưa cũng nói. Chọc em. Mày chọc để gì đâu. Thôi chọc em, không có chọc, chọc em. Đó. Quậy phá. Mày nhìn quậy đó. Quay lúc nào được rồi. Cái lúc nào chi? Nó đang chi. Ba chỉ thích quay người yêu của ba thôi nè. Quay hướng nào? Ôi. Cái gì vậy nè, để thấy cái mỏ của mẹ. Thấy mỏ hơn. Bây giờ thấy chị nghe nè, đó. Đó chỉnh chỉnh lên nha. Thôi ăn lẹ đi tâm mì. Này, cái gì quay gấu nai nữa hả? Gấu nai đang ăn ăn xương nên bị nhốt trong chuồng chứ không. Gấu nai mà ăn xương ở ngoài thì gấu nai sẽ quậy phá dơ, dơ nhà mất không dọn. Một chút mới dọn trong đây. Ha. Các con ha. Đây. Bông lan của mẹ Duyên trồng đấy nhé. Ra hai cả hai nhánh lô. Đó đây có bông. Có bông xoài. Chị trai. Vậy. Chị. Quay ba mà. Đó, Superman. Ba có gì đó hả? Có gì đó. Sắp bầu quá mình. Cái gì? Sắp bầu của mình. Sắp bầu của mình. Ghê là gì nói tiếng Anh nữa. Sắp bầu gì? Vớ mình. Đó, eo eo nhìn tưởng con gái. Đó hay chưa? Tụi mình sẽ lông mắt. Hả? Có nhạc gì mà. Có nhạc gì kìa. Có nhạc gì vậy đó. Ô, nhạc mình vậy nè. Đủ các bạn ơi, bạn quay lâu quá bạn ơi. Không, ủa Phơ làm gì Phơ? Ăn cơm, quậy phá. Sao mà giờ Phơ thay đồ nha? Rồi lên chuẩn bị thay đồ đi, ba chở đi thi nè. Đi sớm cũng được, chở mẹ chỉ bà. Con học giỏi mà chỉ gì? Con học giỏi mà. Học online hạng từ, hạng từ mà bắt. Em hết rồi. Học online mà hạng tư mà bắt bắt giờ bắt bạn chỉ bài là sao? Không hiểu. Chỉ tiền không? Là do học online. Thực ra hay học phone á. Học phone gì? Là học đủ nguyên lớp không anh Hùng? Phone. Không phải phone. Hảo anh, không phải. Rồi, goodbye, see you again. Kết thúc video này nhé các bạn ơi. Xin các bạn thi tốt. Bạn nào thi tốt? Bạn này. Goodbye.